Chào các em, các em làm đề này nhé. Làm bài 3 này. Cho parabol và đường thẳng D này. Các em làm câu B nhé. D cắt B tại hai điểm phân biệt. Đó. Và thỏa mãn cái hệ thức này. Ba này, 2B này, thế thì các em có phương trình hoành độ giao điểm của nó là x bình bằng trừ 2 mx cộng 1 này. Đó, cái này tương đương với x bình cộng 2mx trừ 1 bằng 0 này. Đó. Thì delta phẩy bằng m bình trừ ac thì là cộng 1 lớn hơn 0 rồi, đúng không? Thế thì luôn có hai nghiệm x1, x2, được chưa? Đó. Thì theo VS này, x1 cộng x2, x1 cộng x2 thì bằng trừ b trên a là trừ 2m này. X1 x2 thì bằng c trên a là bằng trừ 1 này. Đó. Đó. Đó, thế thì cái 2x1 này. À, cộng x2 bằng 3 này, nó sẽ tương đương này, các em bình phương 2 về lên sẽ có 4x1 bình cộng 4x1 x2 đúng không, cộng 4x1 x2 thì thành trừ 4, được chưa nhỉ? Thay luôn nhá, thay luôn này, trừ 4 này, cộng x2 bình này thì bằng 9. Thế thì sẽ tương đương rút x2 ở đây. X2 bằng trừ 1 trên x1. Thì sẽ có 4x1 bình này. Cộng 1 trên x1 bình này. Đây là 1, đây là 2. Đấy, thế 2 vào, được chưa? Đây đây chuyển sang là trừ 13, được chưa nhỉ? Đấy, trừ 13 bằng 0. Cái này sẽ tương đương với 4t bình này trừ 13t cộng 1 bằng 0. Ở đây là t bằng x1 bình, được chưa? Đấy, t bằng x1 bình. Đó. Thế thì cái này nó sẽ có một nghiệm là cái này là 4x1x2 là trong trị tuyệt đối, trong trị tuyệt đối cho nên là trừ này sẽ thành cộng, được chưa? À, trừ này sẽ thành cộng nhá. 4x1x2 sẽ thành cộng này. Đó. Thế thì đảo sang đây là đây sẽ là 5 thôi. Đó, 5. Thì ở đây sẽ là 5 thôi. Đó, 5.
Đó. Thế thì sẽ có một nghiệm T bằng 1. T trừ 1 này. Đây sẽ là 4T này. 4T đây cũng phải trừ 1 này. Đó. Thế thì sẽ có T bằng 1. Suy ra x1 sẽ bằng cộng trừ 1. Đấy, thế thì x2. X2 sẽ bằng trừ cộng 1 đúng không? Thế trường hợp này thì suy ra x1 nhỏ hơn x2 thì nó phải bằng x1 nhỏ hơn x2. X1 nhỏ hơn x2 thì x1 phải âm, được chưa nhỉ? X1 âm, x2 dương. X1 bằng âm 1. X2 sẽ bằng dương 1. Đó. Thế thì lúc này M đây, thế thì x1 cộng x2 bằng 0, đúng không? Thế thì M sẽ bằng 0, được chưa nhỉ? Đấy, M bằng 0. Đó, đây là trường 1. Đấy, thế còn trường hợp là T bằng 1 phần 4. 1 phần 4 thì sẽ suy ra x1 sẽ bằng cộng trừ 1 phần 2. Đấy, thì suy ra x2 sẽ bằng trừ cộng 2. Đó. Tại vì x1 nhỏ hơn x2 thì lấy x1 âm, được chưa? Đấy, trừ 1 phần 2. X2 sẽ phải bằng dương 2. Đó. Thế lúc này x1 cộng x2 là bằng trừ bằng 3 phần 2, đúng không? Đấy, 3 phần 2. 3 phần 2 mà bằng trừ 2m thì m sẽ bằng trừ 3 phần 4, nhỉ? M bằng trừ 3 phần 4. Đó. Đó là hai giá trị của m, được chưa? M bằng 0 và m bằng trừ 3 phần 4. Đó. Đó là câu 3. 3B. Đó, các em chuyển. Câu 4. Đấy, cho đường tròn O. Đường kính AC. Các em vẽ hình luôn nhé. Các em vẽ đường tròn bên này nhé. Đấy, ở đây sợ hơi hơi bé. Đường kính AC. Dây BD. K nằm giữa A và O. Thì cho A ở đây, C ở đây, O ở đây. Dây BD. Đây câu ý 3. Ý 3 là còn cái góc DCA này 30 độ, được chưa nhỉ? DCA 30 độ thì các em vẽ góc DCA 30 độ luôn nhé. Đó. Ba mươi độ thì chia ba cái này nhỉ. Đó. Chia nửa đường tròn thành ba phần bằng nhau thì sẽ được 30 độ. Đó. CD vuông. À, BD.
đây là B. BD vuông góc với AC. Vậy K. Đó, đây là K. Lấy E trên cung nhỏ CD. Nó lấy E trên cung nhỏ CD. H là giao điểm của AE và BD. H là giao của AE. Kem nối AE. Đây là H. Cho K lên trên này. Đó. Chứng minh CEHK nội tiếp. CEHK. Thế thì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì vuông. Góc này vuông cho nên là có luôn, được chưa nhỉ? Các em có luôn. 4. 1. Đấy, có CEA. Đấy, CEA bằng với cả CKD, được nhỉ? Đấy, CKD. Đấy, bằng 90 độ nên là suy ra điều phải chứng minh. Ý 2. AD bình bằng AH nhân AE. AD bình. Kem nối AD. AD bình. Đó, nối cả DE luôn. AH nhân AE. Thế thì có tam giác đồng dạng, được chưa? Đó, các em có góc HDA. HDA bằng 1/2 số đo 1/2 số đo của cung AAB này. Đấy, nó lại bằng 1/2 số đo cung AB thì nó bằng cung AD. Đó, thì cái này nó bằng góc AED đúng không? Đấy, nó bằng AED. Đấy, suy ra tam giác HAD. Đấy, HAD nó sẽ đồng dạng. Đấy, nó sẽ đồng dạng với cả tam giác DAE. Đó. Đó, thế cho nên sẽ suy ra AD. AD thì sẽ lấy HA trên DA. HA trên DA. Đấy, sẽ bằng AD. AD trên AE. Đó, thì cái này nó sẽ tương đương với cả. Nó sẽ tương đương với AD bình. Đấy, AD bình nó sẽ bằng AH nhân AE. Đấy, AH nhân AE. Đó. Thế là các em chứng minh xong cái ý này, được chưa? Đó. Tiếp theo này, cho BD bằng 12,
BC bằng 10. Đó, BC bằng 10. Thế thì căn Pythagore vậy nha. Đó. Các em có BK và BK bằng BD trên 2 đúng không? Cho nên là BD 12 thì nó sẽ bằng 6. Thế thì BC bình. BC bình trừ đi BK bình. Đó, nó BC là 10. 10 bình trừ 6 bình sẽ bằng 8 bình đúng không? 100 trừ 36, 64 bằng 8 bình. 8 bình thì nó sẽ bằng BK bình. Đấy, cái này suy ra BK. Đấy, BK bằng 8. Đấy, tính diện tích của hình tròn O. Đấy. Thế thì nối B với A này. Sẽ dùng tam giác đồng dạng được chưa? Đó. À. Đây là CK bình nhỉ. Đó. Lỗi chữ B này. Lỗi. Đó, đó phải là CK. À, biết CK rồi thế thì có tam giác KBA này. À, dùng dùng KBC đi. Đấy, tam giác KBC. Đó, đồng dạng với cả tam giác B này vuông này. Đó, đồng dạng với cả tam giác BAC. BAC. À, cho nên sẽ suy ra được biết KB rồi. KB trên KC. KB trên BC sẽ bằng BA. À. KBC này đồng dạng với BAC. Dùng BC bình đấy nhỉ. Dùng KC nhá. Đấy, dùng KC trên BC. Đó. Đấy, dùng KC. KC trên BC thì sẽ bằng BC trên AC. Đó. Thế này thì sẽ suy ra được AC sẽ bằng BC bình trên KC. Đó, BC bình là 10 bình. Đó, 10 bình trên KC. KC là bằng 8. Thế thì AC sẽ bằng 25 phần 2 đúng không? 25 phần 2 thì suy ra R. R sẽ bằng AO. AO bằng 25 phần 4.
Thế là lúc này tính được diện tích nha. Đó. Sẽ tính được diện tích của hình tròn. Đấy, sẽ có SO. Đó, SO. SO bằng pi r bình đúng không? Đấy, pi r bình. Thì cái này bình lên. Hai năm bình, kem lấy máy tính. Đấy, 25 bình. Đó. Sẽ bằng 625. 625 pi chia cho 16 nha. 4 bình là 16. Đó là diện tích. Đấy, diện tích hình tròn. Kem chuyển. Đấy, DCA 30 độ này. Đó, DCA 30 độ. Ừ, 30. DF là đường kính này. DF. DF là đường kính. Qua E kẻ đường thẳng song song với cả EF. Cắt ED tại Y. Cắt ED song song với EF. Kem nối EF. Song song với EF. Cắt ED. Em thấy là EF là đường FD là đường kính cho nên là cái góc này. Đó, nó chắn đường kính DF cho nên nó vuông, được chưa? À, nó vuông có nghĩa là EF nó sẽ vuông với cả ED. À, thế bây giờ cái đường thẳng này nó cũng phải vuông với cả ED. Vuông ED. Tại Y đúng không? Rồi, cắt ED tại Y, đây là Y. E chuyển động trên cung nhỏ CD. Chứng minh DAI bằng EDC. DAI. DAI là cái góc này. Đó. Cái góc này. Đó, nó sẽ bằng cái góc này. Thế cho nên là cái DAI này nó sẽ bằng góc này. Đó, tại vì nó phụ hai cái góc bằng nhau này, được chưa? Đó. Đó, thế mà góc này EDC nó lại bằng góc này. Tại vì cùng chắn cung CE, được chưa nhỉ? Đó, thế là các em có, đúng không? Đấy, đây là ý 3 này. Đó. Thế thì có tứ giác AC ED nội tiếp này. Đó, nên suy ra ADI. Đấy, ADI nó sẽ phải bằng góc
ACE. Đó, ACE. Đấy, thế cho nên là tại vì đây vuông này. Đó. Đấy, cho nên suy ra DAI. Đấy, DAI. Đấy, DAI sẽ bằng CAE. Đấy, CAE. Thế mà CAE này lại bằng CDE. Đó, thế cho nên suy ra điều phải chứng minh, được chưa nha? Đấy, suy ra DAI sẽ phải bằng EDC. Đó. Đó, EDC. Và tính số đo của góc DAI khi diện tích tam giác DEF max. Đó, DEF max. Thế thì giả sử là ET vuông với cả FD. Đấy, và T thuộc FD. Ừ. Đó, thì S của EDF, EFD sẽ bằng 1 phần 2 ET, đúng không? ET nhân với cả FD. Ừ. ET, FD. À, tại vì FD nó là đường kính, cho nên là ET sẽ mắc khi ET bằng R, được chưa? Đấy, khi E là điểm chính giữa của cung FD này. Đó. Đó. FD nó cố định rồi. Đó, nó sẽ luôn bé hơn bằng 1 phần 2 R nhân với cả 2R, đúng không? Đó. Đó. Cái này bằng R bình, được chưa nhỉ? Đấy, bằng R bình. Ừ. Đó, dấu bằng xảy ra khi cung FE. Đó, cung FE sẽ phải bằng cung DE. Đó, hai cung phải bằng nhau. E phải chính giữa của nửa đường tròn của cung FD này, được chưa? Đó. Đấy, đây là diện tích mắc này. Ừ. Vuông này. Đấy, cho O lên đây. Vuông. Đó. T trùng O luôn, được chưa? Đó. Cái này 30 độ này. ACD 30 độ này. 30 độ. Thế thì
có sin sin của ACD. Đó, nó sẽ bằng 1/2 đúng không? Ừ. Sin 30 bằng 1/2 mà nó bằng AD. Bằng AD trên trên 2R đúng không nhỉ? Đấy, trên AC. Đấy, thì nó phải bằng R trên 2R. Đó. Cho nên suy ra AD. Đấy, AD phải bằng R. Đó, thế thì suy ra tam giác AOD đều. Đấy, AOD đều. Đó, đều. Ừ, tam giác này đều. Đó. Đều, thế thì góc AOD. Đấy, AOD phải bằng COF. Đó, bằng 60 độ đúng không? Đấy, 60 độ. Đó, thế thì suy ra góc COE, suy ra COE sẽ phải bằng bằng 30 độ. Được chưa nhỉ? Đó. Đó, cho nên suy ra COE COE phải bằng 30 độ, 90 độ trừ 60 độ bằng 30 độ. Tính số đo góc DAI. Đấy, cho nên suy ra đấy, góc DAI. Đấy, DAI nó bằng góc CAE. Đó, CAE. Đó, và COE bằng 30 thì CAE bằng một nửa, đúng không? Đấy, tại vì góc nội tiếp bằng một nửa góc ở tâm. Đó, thì sẽ bằng 15 độ. Đó. Đó, 15 độ. Đấy, đó là số đo cần tìm của góc góc DAI, được chưa? Đó. Ừ. Thế là các em xong bài hình. Đấy, các em chuyển sang bài 5. Bài 5. ABC không âm. Tìm mắc. Không âm. Đấy, không âm mà như thế này. Thế thì sẽ suy ra được không sẽ luôn lớn bằng ABC, được chưa nhỉ? Vậy ABC cũng phải bén bằng 1, tại vì tổng nó bằng 1. ABC phải kẹp giữa 0 và 1. Đó, thế thì suy ra AB đúng không? Đấy, AB lớn bằng 0. AC lớn bằng 0 và BC cũng lớn bằng 0. Đó, cho nên suy ra P. Đấy, P sẽ luôn bé hơn hoặc bằng A lập cộng B bình cộng C. Đó, đây là A lập. Đó, đây là B bình. Đó. À, B bình. Đấy, A lập cộng B bình cộng C. Rồi, và suy ra P cũng bé hơn hoặc bằng A cộng B cộng C, được chưa nhỉ? Đó, tại vì là AB nó kẹp giữa 0 và 1 đúng không? Cho nên là đấy, A lập và B bình nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng A và B, được chưa? Đó. Đó, thế mà cái này lại bén bằng 1 đúng không? Đó, cho nên các em suy ra P max. Đấy, P max sẽ bằng 1 khi đó,
khi một trong ba cái bằng một, đúng không? Đó. Đó. Khi a hoặc b hoặc c bằng một rồi nha. Đấy, hoặc c bằng một. Đó. Đó, a bằng một. Đó, khi a bằng một thì a bằng 1 thì b bằng c bằng 0, được chưa? Đó. Thế còn tương tự trường hợp b, b hoặc c thì cũng tương tự như thế, được chưa? Đó. Đó, a bằng 1 thì b bằng c bằng 0. Đó, khi đó thì p sẽ đặt mắc bằng 1, được chưa? Đó, đó là đó, bài bài 5. Đó, thế là các em đã làm xong. Đấy, làm xong bài 3. Bài 3 ý 2B đúng không? Và bài 4, bài 5. Đó, thì bài hôm nay các em tạm dừng. Đấy, tạm dừng ở đây. Đó, bài sau các em làm tiếp nhá. Chào các em.